Thưa quý vị, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Bình vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Sơn La về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trước đó, cơ quan công an đã thực hiện lệnh khám xét nơi ở của đối tượng Nguyễn Sơn La. Theo cơ quan công an, Nguyễn Sơn La là đối tượng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản. Năm 2005, Nguyễn Sơn La thành lập và làm giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Mạnh La, đăng ký 53 ngành nghề kinh doanh khác nhau, chủ yếu hoạt động lĩnh vực vận tải hành khách đường bộ, bất động sản, cho thuê nhà xưởng, sản xuất giày dép. Liên quan đến hành vi móc nối, chi phối cán bộ vi phạm về đất đai của đối tượng, hiện cơ quan điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã xác lập chuyên án để điều tra, đấu tranh làm rõ. Một đường dây trộm cắp tiêu thụ xe mô tô xuyên quốc gia vừa bị Công an tỉnh Nghệ An triệt xóa. Bước đầu, cơ quan chức năng đã bắt giữ 12 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật liên quan. Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Nghệ An nói riêng và cả nước nói chung, xảy ra nhiều vụ trộm cắp xe máy, nên Công an tỉnh Nghệ An đã vào cuộc. Qua điều tra, Công an tỉnh này xác định một nhóm đối tượng sau khi trộm cắp đã đưa tang vật ra nước ngoài tiêu thụ. Toàn bộ đường dây hoạt động khép kín, rất tinh vi, với nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự tham gia. Sau một thời gian điều tra theo dõi, từ ngày 29 tháng 5 đến ngày 9 tháng 6, Công an Nghệ An chủ trì phối hợp với Công an các tỉnh, thành phố đồng loạt bắt 12 đối tượng trong đường dây trộm cắp nói trên. Các đơn vị thu giữ 75 xe mô tô các loại, 2 xe ô tô tải và nhiều tang vật có liên quan khác. Số xe trên đã được các đối tượng tập kết cách biên giới chỉ 150m và chuẩn bị đưa qua Campuchia tiêu thụ. Ngoài số xe bị bắt giữ, các đối tượng khai nhận đã trộm và vận chuyển thành công trên 200 xe mô tô sang Campuchia qua các đường tiểu ngạch để tiêu thụ. Chuyển sang thông tin khác. Thưa quý vị, liên quan đến vụ cháy rừng tại vườn quốc gia Tràm Chim, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp vừa có văn bản yêu cầu Công an tỉnh này điều tra xử lý nghiêm các đối tượng gây cháy rừng theo đúng quy định. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo vườn quốc gia Tràm Chim cử lực lượng kiểm tra tất cả khu còn lại của vườn để chủ động trong công tác phòng cháy, đề xuất khen thưởng, biểu dương, khích lệ tinh thần các lực lượng tham gia làm nhiệm vụ. Trước đó, ngày 11 tháng 6, khoảng 20 hectare rừng tại vườn quốc gia Tràm Chim bị cháy. Hơn 240 người, bao gồm các lực lượng chức năng và người dân địa phương tham gia chữa cháy. Chiều cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Thưa quý vị, sáng nay, một vụ hỏa hoạn ô tô bất ngờ xảy ra khi chiếc xe ô tô đang đậu bên đường Chị Thanh thuộc thành phố Lạng Sơn bỗng nhiên bốc cháy. Mặc dù đã được lực lượng chữa cháy dập tắt nhanh chóng, nhưng chiếc xe gần như bị thiêu rụi hoàn toàn. Rạng sáng nay 13 tháng 6, người dân đi thể dục phát hiện một xe ô tô đậu trước cửa nhà số 274 đường Nhị Thành có khói bốc lên ở phần đầu xe nên hô hoán dập lửa nhưng bất thành. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt và nhanh chóng dập tắt đám cháy. Tuy nhiên, chiếc xe gần như thiêu rụi hoàn toàn. Những ngày vừa qua xuất hiện trang thông tin nhóm Zalo, email mạo danh các đơn vị của Bộ Giáo dục Đào tạo để đăng tải nhiều thông tin lừa đảo. Bộ Giáo dục Đào tạo vừa phát đi cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo mạo danh tuyển dụng công chức năm 2024. Các trang nhóm giả mạo đã lồng ghép quảng cáo về các dịch vụ như tiếp nhận hồ sơ hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, thủ quỹ, đóng góp quỹ an sinh cho trẻ em vùng cao, với cam kết được về công tác tại các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục Đào tạo nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản. Bộ Giáo dục Đào tạo đề nghị người dân hãy thận trọng khi sử dụng các nguồn thông tin không chính thức mạo danh Bộ Giáo dục Đào tạo. Bộ khuyến cáo tuyệt đối không nghe theo, không liên hệ với các website, fanpage, tài khoản mạng xã hội, quảng cáo dịch vụ trên không gian mạng, không chuyển tiền cho các đối tượng trên để được hướng dẫn, tiếp nhận, hoàn thiện hồ sơ. Trong tháng 5, Trung tâm Giám sát An toàn Không gian mạng Quốc gia, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ghi nhận trên 124.700 địa chỉ website giả mạo cơ quan tổ chức. Những địa chỉ này không chỉ gây thiệt hại cho người dân mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, thương hiệu của cơ quan tổ chức bị giả mạo. Trong số gần 125.000 website giả mạo, Trung tâm Giám sát An toàn Không gian mạng Quốc gia ghi nhận rất nhiều địa chỉ giả mạo website của các sàn thương mại điện tử. Ngoài ra, hệ thống giám sát kỹ thuật của Trung tâm còn ghi nhận có trên 89.300 điểm yếu, lỗ hổng an toàn thông tin tại các máy chủ, máy trạm, hệ thống thông tin của các cơ quan tổ chức nhà nước. Đồng thời ghi nhận 12 lỗ hổng mới có mức độ ảnh hưởng nghiêm trọng, có thể bị các đối tượng lợi dụng để tấn công, khai thác vào các hệ thống của các cơ quan tổ chức.
Bản tin Trước Ống Kính chiều hôm nay đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Để xem lại bản tin, mời quý vị truy cập vào địa chỉ website brt.vn, app BRT Go, TikTok, TH Bà Rịa Vũng Tàu. Thông tin cộng tác cùng chúng tôi quý vị liên hệ qua hộp thư điện tử Trước Ống Kính brt@gmail.com. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào chiều ngày mai lúc 18 giờ. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đoàn công tác của Trung ương đến thăm Trung tâm Công tác Xã hội và Bảo trợ trẻ em tỉnh và Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa Vũng Tàu. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ký kết bản ghi nhớ và chương trình hành động với bang Tây Australia giai đoạn 2024-2029. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu lên phương án bố trí sắp xếp đội ngũ cán bộ công chức dồi dư hợp lý trên cơ sở nắm bắt tâm tư quyền vọng của từng cá nhân sau khi dự thảo đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện xã được xây dựng. Trong phần tin thế giới, Mỹ nỗ lực thu hẹp bất đồng giữa Israel và Hamas. Fed giữ nguyên lãi suất lần thứ 7 liên tiếp. Bác sĩ tại các bệnh viện lớn ở Hàn Quốc tiếp tục đình công. Và bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, trong chuyến thăm làm việc tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, chiều hôm nay 13 tháng 6, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ Trẻ Em Việt Nam, cùng đoàn công tác của Trung ương đã đến thăm Trung tâm Công tác Xã hội và Bảo trợ Trẻ Em tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa Vũng Tàu. Cùng đi với đoàn có ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, ông Bùi Chí Thành, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, ông Lê Hoàng Hải, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và đại diện các sở ngành liên quan. Trung tâm Công tác Xã hội và Bảo trợ Trẻ Em tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đang quản lý chăm sóc 82 trẻ em, 9 người cao tuổi và thực hiện chức năng công tác xã hội. Trẻ em tại đây được học văn hóa, học nghề đến năm 18 tuổi. Ngoài nguồn ngân sách, trung tâm thường xuyên nhận được hỗ trợ từ các tổ chức cá nhân ủng hộ. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao tặng quà động viên cho trung tâm và 82 trẻ đang được nuôi dưỡng tại đây. Tiếp đó, Phó Chủ tịch nước đến thăm động viên cán bộ, chiến sĩ biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa Vũng Tàu. Đây là đơn vị có nhiệm vụ quản lý, đảm bảo an ninh trật tự cho 61 bến cảng thuộc hai cửa khẩu cảng biển của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và Đồng Nai. 10 cảng xuất dầu không bến ngoài khơi, 83 vị trí neo thuộc khu vực phao số 0 Vũng Tàu và sân bay Vũng Tàu. Sau khi nghe đơn vị báo cáo kết quả, lãnh đạo chỉ đạo công tác 6 tháng đầu năm, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ghi nhận và biểu dương những thành tích mà biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa Vũng Tàu đạt được, nhất là những chiến công trong công tác phòng chống các loại tội phạm, không để xảy ra các tình huống bị động, bất ngờ. Tất cả cán bộ chiến sĩ đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, không để xảy ra các vi phạm. Phó Chủ tịch nước đề nghị đơn vị nỗ lực làm chủ công nghệ mới, tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị cho cán bộ chiến sĩ để tiếp tục làm tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với kỳ vọng, niềm tin của Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân. Và với cái vai trò của mình, thì tôi mong rằng các đồng chí xác định chúng ta vừa là làm tốt cái nhiệm vụ hiện tại, tức là thực hiện cái nhiệm vụ quản lý, nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự ở trên địa bàn mình được thực hiện, được giao nhiệm vụ, đồng thời là phải tính toán cái việc tham mưu chiến lược cho Đảng, Nhà nước, cho quân đội về cái vấn đề bảo vệ chủ quyền biển đảo cũng như vấn đề kinh tế biển. Do đó thì đề nghị các đồng chí là xây dựng lực lượng, cuối cùng cũng là vấn đề con người. Chúng ta phải xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Bà Rịa Vũng Tàu, ngày mai, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân sẽ đến thăm khu tưởng niệm Anh hùng Liệt sĩ Võ Thị Sáu, thăm tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Ngày 12 tháng 6, tại Tòa nhà Quốc hội bang Tây Australia, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và bang Tây Australia đã ký kết bản ghi nhớ và chương trình hành động giai đoạn 2024-2029. Tham dự lễ ký kết về phía tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh,
ông Đặng Minh Thông, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Trần Văn Tuấn, Bí thư Thành ủy Bà Rịa cùng lãnh đạo các sở ngành địa phương, doanh nghiệp tham gia đoàn. Về phía bang Tây Australia có bà Rita Safriotti, Phó Thủ hiến, bà Jackie Jarvis, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Thực phẩm, Lâm nghiệp và Doanh nghiệp nhỏ cùng lãnh đạo các cơ quan chức năng có liên quan. Ngoài ra còn có sự tham dự của bà Nguyễn Mai Phúc Minh, quyền Tổng lãnh sự Việt Nam tại Perth. Phát biểu tại buổi làm việc với tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, bà Rita Safriotti, Phó Thủ hiến bang Tây Australia, bày tỏ vui mừng khi thấy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai địa phương ngày càng được tăng cường và thúc đẩy. Bà hy vọng việc ký kết bản ghi nhớ và chương trình hành động với Bà Rịa Vũng Tàu giai đoạn 2024-2029 góp phần thúc đẩy và phát triển kinh tế xã hội hơn nữa giữa hai địa phương trong thời gian tới khi triển khai các lĩnh vực hợp tác về du lịch, giáo dục, đào tạo nghề cũng như trao đổi văn hóa và nghệ thuật. Về phía tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khẳng định, chuyến công tác của tỉnh đến Tây Australia góp phần làm sâu sắc mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Australia. Thông qua các nội dung trao đổi, hai bên cùng đánh giá những kết quả hoạt động đã triển khai thực hiện trong thời gian qua, đồng thời thảo luận về những lĩnh vực hoạt động hợp tác mà Bà Rịa Vũng Tàu và Tây Australia cùng có thế mạnh, tương đồng về nông nghiệp, du lịch, giáo dục, đào tạo, thương mại dịch vụ và những lĩnh vực khác mà hai bên cùng quan tâm trong thời gian tới. Được biết, hiện có 3 dự án của các doanh nghiệp bang Tây Australia với tổng vốn đầu tư hơn 200 triệu đô la Mỹ đang triển khai hiệu quả trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, hai bên cũng đang thúc đẩy hợp tác đầu tư về giáo dục, đào tạo và các hoạt động kết nối du lịch. Sáng nay, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phối hợp với Sở Xây dựng tổ chức hội nghị lấy ý kiến các địa phương, cơ quan chuyên môn góp ý dự thảo luật quy hoạch đô thị và nông thôn. Bà Huỳnh Thị Phúc, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và ông Mai Trung Hưng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng đồng chủ trì hội nghị. Bà Huỳnh Thị Phúc, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cho biết, luật quy hoạch đô thị năm 2009 và luật xây dựng năm 2014 được triển khai đã góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Tuy nhiên, sau một thời gian, hai luật này đã phát sinh một số tồn tại bất cập, không phù hợp với thực tiễn phát triển. Do đó, việc ban hành luật quy hoạch đô thị và nông thôn là hết sức cần thiết nhằm thể chế hóa định hướng lãnh đạo của đảng, đồng thời thống nhất quy định pháp luật về quy hoạch tại khu vực đô thị và nông thôn. Dự thảo luật này gồm 6 chương 65 điều đã được Bộ Xây dựng gửi xin ý kiến các bộ ngành địa phương, các cơ quan liên quan và xin ý kiến rộng rãi trên cổng thông tin điện tử của Chính phủ và Bộ Xây dựng. Tại hội thảo lấy ý kiến về dự thảo luật này, các sở ngành của tỉnh đã đóng góp nhiều nội dung xoay quanh các vấn đề về việc xem xét, điều chỉnh, bổ sung một số nội dung trong dự thảo liên quan đến tiếp cận thông tin quy hoạch, xử lý chồng chéo, xung đột giữa các quy hoạch, thủ tục xin điều chỉnh quy hoạch phân khu, quy hoạch chung, qua đó giảm bớt thủ tục, góp phần đẩy nhanh tiến độ công tác lập quy hoạch. Các ý kiến góp ý của đại biểu tại hội nghị sẽ được đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổng hợp, tiếp tục nghiên cứu và có đề xuất điều chỉnh, bổ sung góp phần hoàn thiện dự thảo luật để báo cáo Quốc hội trong kỳ họp tới. Tiếp tục hoạt động tiếp xúc cử tri chuẩn bị cho kỳ họp thứ 22 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 7 nhiệm kỳ 2021-2026. Hôm nay, các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiếp xúc với cử tri tại các huyện, thị, thành phố trong tỉnh. Tổ đại biểu số 6 Hội đồng Nhân dân tỉnh do ông Trần Tuấn Lĩnh, trưởng ban nội chính tỉnh ủy làm trưởng đoàn, đã tiếp xúc với 140 cử tri, thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ. Tại đây, cử tri phản ánh, năm tháng qua, chế độ cho các đối tượng không chuyên trách tại các xã phường, thị trấn không được chi trả, đề nghị nhà nước xem xét giải quyết, đồng thời nhanh chóng giải quyết dứt điểm các khiếu nại liên quan đến đất đai, thủy sản trên địa bàn. Tiếp xúc với tổ đại biểu số 5 Hội đồng Nhân dân tỉnh, cử tri xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền đề nghị nhà nước sắp xếp di dời các cơ sở nuôi trồng thủy sản lấn chiếm luồng lạch, ảnh hưởng đến việc di chuyển của tàu thuyền. Cử tri phản ánh thủ tục khi ra khơi đánh bắt hải sản còn rườm rà, cần tinh giản bớt cho ngư dân. Đề nghị nhà nước thu hồi các dự án chậm triển khai xây dựng. Cử tri cũng kiến nghị nhà nước nên xem xét hủy bỏ thủ tục giấy chuyển tuyến bệnh viện, chuyển đổi công năng các trụ sở ban ấp, trường học không còn sử dụng, tránh lãng phí, thay mới hệ thống loa truyền thanh tại địa phương, giải quyết tình trạng buôn bán lấn chiếm lòng lề đường ở khu vực bờ kè Phước Tỉnh, tăng cường tuần tra kiểm soát an toàn giao thông trên địa bàn. Tổ đại biểu số 11 Hội đồng Nhân dân tỉnh ghi nhận nhiều ý kiến của cử tri thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc liên quan đến việc sớm đầu tư bê tông hóa các tuyến giao thông ngõ hẻm, tăng cường công tác quản lý đất công trên địa bàn, điều chỉnh quy hoạch đất tôn giáo tại khu vực chùa Phước Duyên phù hợp với thực tế.
Cử tri cũng đề nghị ngành chức năng xử lý tình trạng buôn bán kinh doanh hàng rong gây mất trật tự giao thông và ảnh hưởng đời sống của người dân. Tiếp xúc với cử tri hai xã Long Mỹ và Phước Hội, huyện Đất Đỏ, tổ đại biểu số 6 Hội đồng Nhân dân tỉnh ghi nhận các kiến nghị về việc di dời trụ điện nằm trên đất dân và xử lý tình trạng ngập mặn tại cánh đồng Bưng, cánh đồng Đông Yên, xã Phước Hội. Các vấn đề về tách thửa đất, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũng được một số cử tri kiến nghị đến đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và địa phương. Tiếp xúc với tổ đại biểu số 4 Hội đồng Nhân dân tỉnh, cử tri thành phố Bà Rịa kiến nghị nhà nước xem xét chế độ trợ cấp cho cựu chiến binh tham gia chống Mỹ và làm nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia, hỗ trợ kinh phí cho các khu phố, ấp và trợ cấp các chức danh không chuyên trách hoạt động tại khu phố ấp. Cử tri đề nghị chính quyền xây dựng địa điểm tập kết rác để thuận tiện cho việc bỏ rác của người dân. Khảo sát, lắp đặt hệ thống đèn giao thông tại ngã tư đường Hùng Vương, đường Mô Xoài. Ngoài ra, cử tri cũng quan tâm kiến nghị một số bất cập trong việc xử phạt vi phạm nồng độ cồn, chỉnh trang đô thị, tách thửa đất. Thưa quý vị, theo dự thảo đề án sáp nhập đơn vị hành chính cấp huyện xã giai đoạn 2023-2025, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu sẽ sáp nhập hai huyện Long Điền, Đất Đỏ cùng với 9 phường xã. Quá trình thực hiện đề án, một trong những vấn đề quan trọng được tỉnh đặc biệt quan tâm là sắp xếp đội ngũ cán bộ công chức dôi dư hợp lý trên cơ sở nắm bắt tâm tư nguyện vọng của từng cá nhân, đồng thời vận dụng linh hoạt hiệu quả các quy định của pháp luật để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của đội ngũ này. Gắn bó nhiều năm với công tác mặt trận cơ sở, ông Dương Thanh Kỳ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Lộc An, huyện Đất Đỏ, mong muốn được tiếp tục cống hiến cho địa phương sau khi sáp nhập vào xã Phước Hội. Làm việc hết sức mình, thì nếu có mà sau này thì có sáp nhập thì có sắp xếp công việc nào thì cán bộ cũng làm hết mình để hoàn thành nhiệm vụ được đảng nhà nước phân công. Ngay sau khi dự thảo đề án sáp nhập đơn vị hành chính cấp huyện xã giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu được xây dựng, những đơn vị hành chính thuộc diện sắp xếp đã đẩy mạnh tuyên truyền về tầm quan trọng, sự cần thiết của đề án, trong đó có việc sắp xếp đội ngũ cán bộ công chức địa phương. Sau khi sắp xếp 9 đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn, phường, toàn tỉnh dôi dư hơn 50 cán bộ công chức. Qua nắm bắt tâm tư, nguyện vọng thì phần lớn mong muốn được tiếp tục công tác phục vụ nhân dân. Đa số công chức, cán bộ công chức ở địa phương Long Mỹ thì cũng chấp hành tốt cái sự điều động luân chuyển khi mà sáp nhập đơn vị hành chính mới, chứ bây giờ tâm tư cán bộ công chức thì cũng ổn định, không có chao đảo. Bản thân cũng chấp hành theo cái sự sắp xếp của chủ trương của đảng nhà nước, và ở cái cương vị nào sau khi sáp nhập được phân công thì cũng cố gắng hoàn thành tốt cái nhiệm vụ mà được đảng nhà nước giao phó. Cán bộ công chức của các xã, ba xã ở An Ngãi, An Nhất, Tâm Phước thì cơ bản là về trình độ chuyên môn cũng đáp ứng đủ cái yêu cầu của cái chức danh. Cho nên nếu mà sau khi sáp nhập thì nếu mà phân về cái xã nào đó thì mình nghĩ là cán bộ công chức của ba xã cũng nói chung cũng như xã An Ngãi cũng vẫn sẽ đảm bảo về cái trình độ cũng như là chuyên môn để hoàn thành cái nhiệm vụ giao ở một cái đơn vị mới sau khi sáp nhập. Với vai trò là một công chức thì tôi cũng sẽ cố gắng hòa nhập hết sức có thể và cố gắng làm hết nhiệm vụ của mình để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Hiện công tác bố trí cán bộ công chức dôi dư sau khi sáp nhập đơn vị hành chính đang được tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và các địa phương nghiên cứu cẩn trọng, hợp lý, công tâm, khách quan, theo đúng quy định pháp luật, đồng thời cũng đảm bảo quyền lợi và lợi ích hợp pháp cho đội ngũ này. Dự kiến những cán bộ công chức đảm bảo đủ tiêu chuẩn thì các huyện có thể điều động bố trí giữ các vị trí phù hợp tại các đơn vị hành chính cùng cấp khác, hoặc vận động cán bộ công chức lớn tuổi chưa đạt chuẩn tự nguyện xin nghỉ để hưởng các chế độ chính sách theo quy định. Chương trình thời sự tiếp tục với những thông tin khác. Thưa quý vị, hôm nay tại thành phố Vũng Tàu, Đại sứ quán Cộng hòa Nam Phi phối hợp với chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Bà Rịa Vũng Tàu VCCI tổ chức hội nghị xúc tiến thương mại và du lịch Nam Phi Việt Nam. Hội nghị có sự tham gia của các hiệp hội và hơn 50 doanh nghiệp của Bà Rịa Vũng Tàu. Đại diện Đại sứ quán Cộng hòa Nam Phi đã giới thiệu về tình hình chính trị, xã hội và tiềm năng thế mạnh của Nam Phi. Các hiệp hội doanh nghiệp Bà Rịa Vũng Tàu đã trao đổi với đoàn về cơ hội và chính sách ưu đãi đầu tư, các mặt hàng lợi thế, đối tác trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, mối quan hệ thương mại và tình hình xuất nhập khẩu giữa Việt Nam với Nam Phi trong thời gian tới.
Theo đại diện VCCI Bà Rịa Vũng Tàu, triển vọng hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Nam Phi là rất lớn do quan hệ chính trị thuận lợi. Phía Nam Phi có nhu cầu nhập khẩu nhiều mặt hàng chủ lực của Việt Nam, nhất là nông sản, hàng thủ công mỹ nghệ, may mặc, vật liệu xây dựng, hải sản. Trao đổi thương mại hai nước Việt Nam Nam Phi những năm gần đây đạt trung bình 1,3 tỷ đô la Mỹ một năm. Đây là cơ hội rất lớn cho các doanh nghiệp Việt Nam nói chung, doanh nghiệp tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nói riêng đầu tư và mở rộng xuất khẩu hàng hóa vào thị trường giàu tiềm năng này. Thực hiện quyết định số 22/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù, từ tháng 10 năm 2023 đến nay, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đã giải ngân hơn 2 tỷ 640 triệu đồng cho 38 trường hợp chấp hành xong án phạt tù. Với thời hạn vay tối đa 5 năm, 38 trường hợp chấp hành xong án phạt tù được chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho vay vốn để đầu tư buôn bán nhỏ, trồng trọt, chăn nuôi, tăng thêm thu nhập. Chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần giải quyết việc làm, ngăn ngừa tình trạng tái phạm tội đối với những người lầm lỡ. Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đang tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng và địa phương thống kê hướng dẫn hồ sơ vay vốn đối với các trường hợp có nhu cầu, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để lan tỏa chính sách này trong cộng đồng. Thưa quý vị, triển khai từ đầu tháng 3 năm 2024, đến nay các địa phương trong tỉnh đã hoàn thành việc bình chọn được 58 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện, thị xã, thành phố năm 2024. Các sản phẩm đều mang thế mạnh, nét đặc trưng của địa phương, có giá trị sử dụng cao, có tiềm năng để phát triển sản xuất, mở rộng thị trường, đáp ứng yêu cầu thị hiếu người tiêu dùng. Dù mới có mặt trên thị trường chỉ vài năm nay, nhưng sản phẩm bún gạo Chùm Ngay và trà Chùm Ngay được nhiều người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh biết đến bởi sản phẩm vừa đảm bảo chất lượng lẫn mẫu mã đẹp, bắt mắt. Tham gia chương trình bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện năm 2024, hai sản phẩm này vừa được Ủy ban Nhân dân huyện Xuyên Mộc công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. Đây là một cái cơ hội rất lớn để cho cái sản phẩm của cơ sở chúng tôi được quảng bá rộng rãi đến mọi người trên cả nước. Bộ sản phẩm giỏ đựng đồ đa năng của công ty trách nhiệm hữu hạn kỹ thuật Thảo Chi, huyện Châu Đức cũng vừa được Ủy ban Nhân dân huyện công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện năm 2024. Ưu điểm của sản phẩm là được làm từ nguyên liệu, cây đầy, màu tự nhiên và có thể tự tiêu hủy. Ngoài ra, loại gỗ dùng làm giá kê giỏ cũng được sản xuất thủ công, không sử dụng các loại hóa chất nên an toàn cho người tiêu dùng. Khi mà chúng ta có những cái bình chọn rồi thì chúng ta tham gia được những cái hội chợ, từ cái hội chợ đó khách hàng người ta sẽ biết được đến cái sản phẩm và người ta sẽ tới tham quan nhà máy và người ta sẽ đặt hàng sản xuất. Chương trình bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2024 được triển khai tại 7 huyện, thị xã, thành phố và xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu. Qua công tác tuyên truyền, vận động, có 66 sản phẩm của 50 cơ sở công nghiệp nông thôn tham gia bình chọn, tập trung chủ yếu ở nhóm sản phẩm chế biến nông lâm, thủy sản và thực phẩm, nhóm sản phẩm thủ công mỹ nghệ. Đáng ghi nhận là số cơ sở doanh nghiệp mới tham gia bình chọn lần đầu chiếm 30% tổng số cơ sở doanh nghiệp tham gia. Qua bình chọn, có 58 sản phẩm được công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện, thị xã, thành phố năm 2024. Phòng kinh tế cũng có danh sách các cơ sở thì cũng kết nối trực tiếp qua cái hệ thống Zalo để mà chúng ta truyền tải nhanh để cho doanh nghiệp biết được cái kế hoạch và những cái tiêu chí bình chọn như thế nào để họ lựa chọn những sản phẩm tiêu biểu để mà đăng ký. Cũng đã có 11 cái sản phẩm trên của 8 cái đơn vị đăng ký tham gia, và sau khi cái hội đồng mình chọn theo cái điều 7 và điều 17 thông tư 26 thì cũng 11 sản phẩm này được hội đồng đánh giá là đạt là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của cấp huyện. Trên cơ sở các sản phẩm được công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện, các địa phương sẽ chọn lựa để tham gia bình chọn cấp tỉnh diễn ra vào cuối tháng 6 này. Thưa quý vị, từ đầu tháng 6 đến nay, các cửa hàng nhà sách trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã nhập về số lượng lớn sách giáo khoa và đồ dùng học tập cho năm học mới. Nhiều chương trình khuyến mãi giảm giá hấp dẫn cũng được các đơn vị kinh doanh triển khai để thu hút khách hàng. Ngay từ đầu hè, Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã nhập sách giáo khoa và thiết bị phục vụ học tập, cùng các loại sách tham khảo, nâng cao, luyện tập phục vụ cho năm học mới 2024-2025 để kinh doanh.
Ngoài việc giảm 10 đến 15% giá các loại sách giáo khoa do nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành, công ty còn giảm thêm 5% cho tất cả các sản phẩm kinh doanh, kéo dài đến thời điểm tựu trường năm học mới. Văn bằng phẩm thì lúc nào cũng đầy đủ, không có thiếu sợ thiếu mảng đó. Ngay cả sách vở năm nay cũng vậy, sách giáo khoa cũng bên công ty cũng nhập về liên tục đầy đủ hơn. Tại nhà sách này, các loại sách giáo khoa, sách tham khảo được cung ứng theo giá quy định. Nhiều loại văn phòng phẩm được đơn vị giảm giá từ nay đến hết tháng 9 năm 2024. Các loại cặp bút viết, giỏ học sinh, các loại thì chúng tôi cũng nhập về một số lượng rất là lớn. Giá sẽ giảm giá từ 5 đến 10, 15% tùy loại. Để tránh rơi vào tình huống thiếu sách dụng cụ, thiết bị học tập trước thềm năm học mới, ngay từ đầu hè, nhiều phụ huynh đã tranh thủ mua sắm sách vở, đồ dùng học tập cho con. Thị trường sản phẩm này vì vậy cũng bắt đầu sôi động từ đầu tháng 6. Tìm sách sớm cho con. Thứ nhất là mua sớm nó sẽ đầy đủ hơn. Về cho con có thể mở ra con coi trước những cái bài học mà con thích. Và em đến đây thì thấy nguồn sách rất là đầy đủ, dạ, và đang có chương trình khuyến mãi là 5%. Hè thì cho con vui chơi nhưng mà cũng muốn là có sách vở trước để con xem, thời gian rảnh thì con xem bài trước. Hiện công ty cổ phần sách và thiết bị trường học tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đang tiếp tục thống kê nhu cầu sách giáo khoa từ các nhà trường để đảm bảo cung ứng đủ vào đầu năm học mới. Mời quý vị theo dõi tiếp phần tin. Thưa quý vị, đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu hiện có 120 tổ chức cơ sở đảng với tổng số hơn 6.400 đảng viên. Ban chấp hành đảng bộ khối vừa tổ chức hội nghị lần thứ 22 mở rộng, nhiệm kỳ 2020-2025, nhằm đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Từ đầu năm 2024 đến nay, đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh kết nạp 88 đảng viên mới, đạt 40% chỉ tiêu tỉnh ủy giao năm 2024, thành lập một tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, hoàn thành chỉ tiêu được giao trong năm. Công tác xây dựng, kiện toàn, củng cố tổ chức đảng tiếp tục được đảng ủy khối quan tâm thực hiện tốt. Tại hội nghị lần thứ 22 mở rộng, các chi đảng bộ trực thuộc đảng ủy khối đã tham luận một số nội dung liên quan giải pháp để thực hiện hiệu quả công tác quán triệt, học tập, tuyên truyền, triển khai các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề. 6 tháng của năm 2024, đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tập trung nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội, chủ động cung cấp các thông tin chính thức để làm tốt vai trò định hướng dư luận xã hội, xử lý kịp thời các vấn đề nóng và nhạy cảm. Xây dựng triển khai kế hoạch đại hội đảng bộ khối lần thứ 6 và hướng dẫn các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc chuẩn bị công tác tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2025-2030. Dịp này, đảng ủy khối đã trao tặng huy hiệu 55 năm tuổi đảng, 30 năm tuổi đảng cho hai đảng viên. Thưa quý vị, 54 giáo viên trên địa bàn tỉnh đã tham gia hội thi giáo viên làm tổng phụ trách đội giỏi cấp tỉnh năm học 2023-2024, hội thi do Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với tỉnh đoàn tổ chức. Trong 2 ngày 13 và 14 tháng 6, các thí sinh tham gia hội thi giáo viên làm tổng phụ trách đội giỏi cấp tỉnh trải qua 4 nội dung, gồm báo cáo sáng kiến, mô hình hoặc kết quả nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng về lĩnh vực công tác đội và phong trào thiếu nhi, thi viết thực hành kỹ năng, nghiệp vụ công tác đội, phong trào thiếu nhi và thi năng khiếu tổng phụ trách đội. Hội thi là dịp để giáo viên làm tổng phụ trách đội được giao lưu học hỏi, qua đó góp phần nâng cao chất lượng công tác đội và phong trào thiếu nhi trong trường học. Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng trợ giúp pháp lý và công tác phối hợp về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng vừa được Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức. Cán bộ làm công tác tố tụng, trợ giúp pháp lý, công an các địa phương trên địa bàn tỉnh được tìm hiểu những kiến thức cơ bản của luật trợ giúp pháp lý năm 2017, các quy định mới của trợ giúp pháp lý trong các bộ luật tố tụng hình sự, tố tụng dân sự, tố tụng hành chính. Những khó khăn vướng mắc trong quá trình trợ giúp pháp lý tại địa phương cũng được các đại biểu trao đổi với báo cáo viên để tìm ra giải pháp giải quyết.
Tiếp tục chương trình thời sự tối, mời quý vị cùng cập nhật những tin tức quốc tế. Thưa quý vị, Mỹ hy vọng sẽ thu hẹp được bất đồng giữa Israel và phong trào Hamas ở dải Gaza để hai bên có thể đi tới một thỏa thuận cường bắn lâu dài. Trong tuyên bố đưa ra trong chuyến công du 4 nước Trung Đông, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken khẳng định Washington sẽ nỗ lực để thúc đẩy thỏa thuận, song không phải yêu cầu nào của Hamas cũng sẽ được đáp ứng. Tại Doha, chặng dừng chân cuối cùng trong chuyến công du 4 nước Trung Đông gồm Ai Cập, Israel, Jordan và Qatar, Ngoại trưởng Blinken nhấn mạnh các bên hòa giải cần khẩn trương đánh giá xem liệu những bất đồng giữa Hamas và Israel có thể được khắc phục hay không. Người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ tin tưởng những bất đồng đó có thể khắc phục được hoặc chí ít là cũng thu hẹp được khoảng cách giữa hai bên. Trước đó, Hamas đã ra điều kiện để ký kết đề xuất ngừng bắn do Mỹ hậu thuẫn. Israel đã đồng ý và được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua. Cụ thể, phong trào này muốn được Mỹ đảm bảo về lệnh ngừng bắn vĩnh viễn và việc Israel sẽ phải rút khỏi dải Gaza. Đây là hai nội dung gây chia rẽ chính giữa Israel và Hamas, bên cạnh vấn đề trao đổi con tin và viện trợ nhân đạo của dải Gaza. Rằng sáng nay, theo giờ Việt Nam, sau cuộc họp chính sách thường kỳ, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã quyết định giữ nguyên lãi suất lần thứ 7 liên tiếp, đồng thời thông báo về kế hoạch cắt giảm lãi suất trong tương lai. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đã quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức hiện tại 5,25% đến 5,50%, đồng thời hạ dự báo cắt giảm lãi suất xuống một lần duy nhất trong năm nay, thay vì 3 lần như dự báo hồi tháng 3. Cùng ngày, Bộ Lao động Mỹ công bố báo cáo cho thấy chỉ số CPI tăng 3,3% trong tháng 5 so với cùng kỳ năm ngoái, giảm nhẹ so với tháng trước và vượt kỳ vọng của các kinh tế gia. Tốc độ tăng giá chậm lại đáng kể so với mức đỉnh khoảng 9% vào năm ngoái, nhưng lạm phát vẫn cao hơn so với mục tiêu 2% của Fed. Fed cho rằng việc cắt giảm lãi suất chỉ phù hợp khi nhận thấy lạm phát đang giảm một cách chắc chắn về mục tiêu 2%. Thế giới có thể sẽ dư thừa nhiều dầu mỏ vào năm 2030 do sản lượng tăng, trong khi quá trình chuyển đổi năng lượng sạch khiến nhu cầu giảm. Đây là dự báo được Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA đưa ra trong báo cáo thường niên công bố ngày 12 tháng 6. Theo IEA, nhu cầu dầu mỏ toàn cầu dự kiến sẽ chững lại ở mức 106 triệu thùng một ngày vào cuối thập kỷ này, trong khi khả năng cung cấp tổng thể có thể đạt 114 triệu thùng một ngày, dẫn đến dư thừa khoảng 8 triệu thùng một ngày. Và đây là kịch bản mà thị trường dầu mỏ phải chuẩn bị đối phó. IEA cho rằng tốc độ tăng trưởng nhu cầu dầu mỏ toàn cầu đang chậm lại. Các công ty dầu mỏ có thể sẽ điều chỉnh để đảm bảo các kế hoạch và chiến lược kinh doanh nhằm chuẩn bị sẵn sàng cho những thay đổi đang diễn ra. Thưa quý vị, liên quan tới các cuộc đình công của bác sĩ ở Hàn Quốc, ngày 12 tháng 6, các bác sĩ tại các bệnh viện lớn ở Seoul và các khu vực lân cận đã quyết định tổ chức đình công vô thời hạn. Trong khi đó, các giáo sư y khoa của nước này cũng cho biết sẽ tham gia cùng các bác sĩ cộng đồng trong cuộc đình công kéo dài một ngày vào tuần tới. Các giáo sư từ 40 trường y của Hàn Quốc đã quyết định sẽ tham gia cuộc tổng đình công kéo dài một ngày do Hiệp hội Giáo sư Y khoa Hàn Quốc tổ chức vào ngày 18 tháng 6 tới. Trong khi đó, các giáo sư y khoa tại nhiều bệnh viện lớn cũng thông báo kế hoạch đình công vô thời hạn, bắt đầu lần lượt từ các ngày 17 và 27 tháng 6. Các giáo sư kêu gọi chính phủ Hàn Quốc hủy bỏ hoàn toàn các lệnh hành chính áp dụng đối với các bác sĩ nội trú và thực tập sinh, cho rằng chính phủ nên thảo luận lại từ đầu về việc tăng chỉ tiêu tuyển sinh của trường y. Trong khi đó, chính phủ Hàn Quốc đã hoàn tất việc tăng chỉ tiêu tuyển sinh lên khoảng 1.500 sinh viên vào các trường y hồi cuối tháng trước, đồng thời yêu cầu các bác sĩ cộng đồng tiếp tục điều trị y tế.